tấm hình này đợt hỏi không có quay được mấy phút á, nhưng mà không có đăng. Mà chú có khui luôn không có đăng. Tấm chưa khui luôn. Chỉ là quay thôi chứ chưa khui. Sao không mang lên cho cậu? Mà anh không biết tấm hình nào, anh hồi nãy anh có banh anh tìm cái tấm hình kia mà anh tìm không có ra. Anh nghĩ tấm hình bên kia, giờ anh biết nhớ là mình nói là nhớ. Còn ba là còn một tấm hình có cậu nữa, sao không mang vô cho thứ bài cho cậu? Anh biết tấm hình nào biết á. Tấm hình ra đây nè. Tấm hình đó lâu lắm hả? Lâu lắm rồi mà chưa có mang ra tại vì rồi nói là xong trưng bày cho cậu. Tại vì không được nét đó anh. Ừ. Kệ, nét nét mình trưng bày lên cậu chứ. Hình mà. Nét rõ cũng là hình mà. Thì mình mang vô Linh Hoa mình trưng bày đây đi. Đúng rồi. Đây mình lên Linh Hoa tại đàn cũng gần, không có xa. Đi bộ lên. Đi bộ luôn cũng được luôn. Hay đây mấy anh em mình đem mình trả luôn đi. Em quay cho hai em. Anh Ngọc, anh quay cho anh mấy đi mà đứng lại đi. Đi nhẹ quá. Đi nhẹ thôi. Em cầm đi anh, để anh phụ kinh luôn cho. Có tiếng gì ồn nữa. Còn lỗi em nhận đó. Còn anh. Bữa giờ là được bịt kính không à, không bao giờ mà xé ra. Cái này chưa khui luôn á. Đúng rồi vậy. Cái này là hơi hôm hổm á, là em lâu rồi. Đây. Sao vậy? Không biết tâm luôn đó. Tấm hình này đây. Áo ở trên này chú đi đắp đi trưng bày cho cậu chứ. Còn nó là cuộc chiến của mình cho cậu nữa. Đây, cái này đẹp nha. Đẹp chứ bộ. Đẹp nhưng mà không được nét hết chứ gì ha. Bây giờ chúng ta đứng 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 đứng. Chị biết vậy nên chị biết vậy nên chị nên làm sao là chị không hiện đó vậy. Chụp cho khán giả coi đi, cho khán giả coi trước đi. Đó tấm hình này nó nái giống tấm hình mà để trên bộ cậu luôn đó. Màu đỏ nè. Đẹp ha, tấm này đẹp mà chưa bao giờ có tấm này luôn. Bây giờ mình gom lên đúng lại. Cái này lắp được khỏi. Cái này mình kia thôi đúng rồi. Mình kia cái đó lên lên đây đi. Đó, đẹp quá, đẹp quá. Nếu bây giờ như vậy nè, xong cho em. Bây giờ khiên con rồng con phụng luôn, tại vì con con rồng này bị sức cái đầu rồi, nhưng mà cũng phải đem anh trển. Đó, xuất cái đầu đó. Mình đã mình gắp lại. Khổ quá ha. Không phải đấy, cái này phải lấy keo dán lại anh ơi. Không, mà mình không có keo. Đây, em dán nó đi. Dùng ngón tay. Bây giờ háo nó hết đi, mình đem rảnh luôn. Rồi, em dán này, dán cái đây. Bây giờ háo hết đi. Còn cái, còn con nữa, còn con nữa. Con nữa hả? Hai con mà. Bây giờ 15 mét sẽ gắn cái gimbal lại rồi. Còn cái đây nữa. Đây luôn đi. Đúng rồi. Em dắt cái đó đi. Người dắt tám, ba người là đủ rồi. Rồi để em dắt tấm. Để em gắn nó vô trước đã. Đó.
bà xã cầm anh đi. Ơi, đủ chưa? Còn cái này. Còn cái này nữa, cái này đó anh Ginh, để cái này đến Ginh. Ginh đủ không? Còn con. Ủa đây mình đi lên đó sao mà? Ồ, mấy anh ghê thiệt. Nhanh anh ơi, mấy anh kia bỏ hết rồi. Mắt anh Ngọc phải đi học cà lùi làm caramel. Coi kìa. Cho em voi, cho em voi. Đây là đường lên chỗ Linh Tuệ Đàn. Linh Hoa Tuệ Đàn hả? Sao cái lần nào em cũng quên cái vụ này hết. Chờ em với anh ơi. Cái chị đó chị cũng đi kiếm Linh Hoa Tuệ Đàn để nhìn bức ảnh của cậu. Bây giờ đem lên vác lên nè. Rồi được luôn. Trời ơi, trời ơi, quá chuyên nghiệp luôn. Ừ rồi, còn em nữa chị ơi. Rồi chạy rồi chứ. Rồi em nhìn giống quay phim đám cưới quá à. Sắp rớt rồi anh em ơi. Không phải cái lòng hầm sao đuôi kìa. Rồi nó hở đinh ra hết trơn. Rồi nói anh yêu mà anh Minh rớt kìa. Nếu nói anh yêu mà anh Minh rớt. Em á tưởng đâu là một người chở một người, khi ai ngờ đâu mấy anh vác đi bộ. Ờ. Cái nãy đó xe chạy văn phản, chở người cầm sao lái. Mới vậy. Lái đi bộ gì cũng đúng. Thôi mình đi về mới gọi đúng cái đi hình kênh nè. Mình đi lên bậc thang luôn nha. Đúng rồi. Thì mới lên bậc thang chứ giờ ai đem lên trên đó. Đem mới tới chỗ đi không tới cậu về bó mộng nữa. Anh nghĩ là bảo vệ với chạy theo á. Đi bảo vệ với chạy theo không? Từ từ hiểu. Ở chỗ nào anh bảo tàng không hả? Bảo tàng không hả? Ngay chỗ sáng mình đem những bức ảnh kia đó. Để chung với anh. Lên kinh nè. Mình nghĩ sao ngày xưa thầy trò đừng tăng lên kinh hay quá hả? Đi này nè. Đi đi. Đi đi. Rồi chú đi đâu chú? Ở bà xã. Ủa? Ủa mà sao hai người đi xe riêng? Đi bình thường mà. Rút người nhà. Rồi bỏ caramel xuống rồi. Cái này giống ba năm 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 hay trò đường tăng đi hạnh kinh này. Cái này là đúng năm hay trò đường tăng đi hạnh kinh luôn.
Con coi thử cái số nó nhảy anh Ngọc. Anh Ngọc coi điện thoại số nó nhảy không? Nhảy không mà nó nhảy 12, 13 rồi. Nó nhảy là mừng rồi đó. Em xuống tục nát rồi đó. Em xuống tục nát. Phải lên lầu luôn nha. Lên lầu luôn. Đường này chào đi kiếm hết biết đường luôn rồi. Sao mình đi ra phía sau con rộng rồi. Đại lên anh nhịp sống niêu mới tọt em cái rồi đó. Hầu như cầu thang nào mới khó đi nè. Không, cầu thang đi ngắn một xíu. Ôi đi, cái cầu thang đi lên cũng hơi bị mệt á. Không, con lên đi. Ô, có người. Đâu. Ủa, anh em bông để đây hả? Em đi đường kia. Chồng em đó. Đi đường kia. Đây, chú Phan cái này nè. Cái này có một lần kia cái cây đây. Đó, để đây nè. Ừ. Không, nó bị hư rồi, không gắn được. Cái gá lại chứ, cái gá lại đó. Vô tới đây luôn rồi. Quá đỉnh luôn. Ủa trong đây có hang máy luôn nữa. Có hang máy, lên lầu 3 rồi. Cái vậy là đi hang máy lên hả? Đi hang máy rồi đi bộ. Đây là cái đi bộ cái cầu thang đó rồi, đi chạy. Cái cầu thang đó tới rồi đó. Ê ha, mình đi hang máy thử bữa đi biết sao không? Đặng mốt cô chú nhiều khi cô muốn đi hang máy đi. Đi hang máy luôn hả? Có chứ. Ấy nhiều khi mấy cô lớn tuổi á. Thôi mình đi bỏ đi chắc bên mà. Vâng. Đi hang máy nhiều khi vô trống dính trống luôn không ra được nữa mệt nữa. Là bấm số 1 lên lầu 1 rồi. Ý là mấy cô lớn tuổi khi muốn đi rồi, nhưng mà không có đi được. Mình đưa cái tấm ảnh của cậu. Đưa tấm ảnh lên cái. Không được đâu anh ơi, nó bị ấy rồi, bị hư rồi, gãy rồi. Được nhưng mà nó bị xúc ra rồi, phải có keo mới gắn là được. Nó lẻ. Nó gãy rồi đi chẳng nó bị dính cái cầu kẽm rồi. Lên lầu đi. Cầm đưa cho tài gì mấy. Lên lầu đi. Anh đi đường là hang nào? Điện thoại tầng 3 nè. Không, đó để dưới anh ơi. Thôi để dưới mình đi lên nè. Lên mình xếp lại có chú. Em không dưới cái chú luôn đó. Nó quá lắm. Ủa tắt đèn hết rồi ha. Wow. Cái quyển sổ. Đó. Sách còn đây ha cô chị. Quá cái quyển sổ còn. Ê, nhưng mà nó muốn xúc ra rồi anh ơi. Xúc ra rồi. Chạy đi. Bỏ đi đi làm giặt luôn niệm mà. À. Chắc là đem lên đem xuống chứ bữa chứ còn nguyên mà. Đây là cái tấm ảnh tấm ảnh cuối cùng. Mình sửa lần này lại mới được. Anh Ngọc ơi. Phải sửa lại kìa. Đó. Ở bên đây sửa, bên đây sửa, bên đây đâu sửa đâu. Thì sửa bên đây mà. Đó, tấm ảnh quá đi. Ai chúng mình phía sau chị Hồng Ngọc. Phía sau chị Hồng Ngọc không đậm gì đâu. Đây là khu vực của cậu á. Thấy không? Ồ. Cái mình là lần mới luôn hay quý vị chưa có bao giờ ai thấy hay quý vị. Đúng rồi. Cuối cùng thì mình cũng đã đưa được cái tấm hình cuối cùng mà cái chị gái vậy nằm mơ á. Lát em gửi cho chị. Tấm này là tấm độc quyền ấy nha. Tấm này không phải ai cũng thấy được đâu nha. Tấm hình này là có duyên lắm ở đây tấm hình này hay quý vị. Đúng rồi. Tấm hình này là chưa băng em chưa có trưng bày. À cậu nói với cậu có mẫu cho một người ở Sài Gòn đó là còn thiếu tấm hình có cậu nữa sao đem lên phòng trưng bày. Đó. Em tìm phòng ra.
ai ngờ mình đã nói là còn tâm hình đây nữa, ai ngờ nắng quá em bỏ đỡ. Cái tấm này á là chưa có mặt tại Mộ Cầu Năm luôn nha. Đúng rồi. Thì đêm bây giờ để tới đó luôn đó. Tấm này chưa để trên Mộ Cầu Năm luôn á. Đúng để rồi. Trên nhà chờ. Đẹp quá ha. Đó bên trên. Rồi, nói chung là trên đây là thuộc quyền của Hoa Viên. Vô sao nữa ta. Tấm này vô lâu rồi mà chưa được trưng bày. Cả hai tuần lễ nay rồi. Ba tuần luôn. Nhưng mà cậu Năm bá mộng về còn tấm hình nữa sao mày không đem lên cho tao? Tấm hình này là cái ngày mà nhà Nga đuổi ra nhà, đi khỏi nhà nó mình ba tuần rồi. Đó ngày đó. Đó, những cái hình trong đây như các cô chú các chị quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Ủa anh Minh đâu ta? Ở đây là những cái tấm hình còn lại được xếp vào một cái góc rất là đẹp luôn. Ở đây là trên bảo tàng, tầng 2 của bảo tàng thì được đặt những cái di ảnh của cậu. Quá đẹp luôn. Đến đây thì 15 hết. Xin khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất nhiều. Nếu mà thích kênh hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15 hết Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Quá đẹp luôn.